cùng ra sân và cống hiến những màn trình diễn đặc sắc. Nhưng có nhiều bàn thắng và pha ăn mừng chính là cách đáp trả ngọt ngào nhất mà nhiều chân sút muốn gửi đến đối thủ của mình. Cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Ít người biết được rằng dù De Bruyne và Courtois là những trụ cột trong màu áo đội tuyển Mỹ vài năm trở lại đây, nhưng bộ đôi này không hẳn là có được tình bạn đẹp, thậm chí có mối thâm thù với nhau liên quan đến chuyện tình cảm. Cụ thể, bạn gái cũ của tiền vệ Man City đã cấm sân Anh để qua lại với vợ của Courtois hồi năm 2012. Và gần 8 năm sau khi bị người đồng đội tại đội tuyển Mỹ, thủ thành Thibaut Courtois cho mọc sừng, tiền vệ Kevin De Bruyne đã có màn báo thù với hai nhát dao chí mạng trên sân cỏ trong trận đấu giữa Real Madrid và Man City tại Champions League mùa 2020-2021. Trong đó có một kiến tạo và một bàn thắng trên chấm penalty này. Tình huống diễn ra khi CR7 còn khoác áo Real. Trong một tình huống lỗi, Ronaldo đã bị các anti-fan chế giễu bằng cách gọi tên Messi. Và với bản lĩnh ngôi sao, Ronaldo đã ghi một siêu phẩm xuất xa để đáp trả khiến anti-fan phải câm nín. Dani Carvajal và Neymar là cặp đấu duyên nợ do hai người từng có không ít lần chạm trán nhau tại La Liga. Thời tiền đạo Brazil còn khoác áo Barca, đây là một tình huống hai ngôi sao va chạm tại siêu kinh điển và cách họ trả đũa nhau. Ở lượt trận thứ hai bảng 4, nhóm B Nations League 2021-2022 giữa Thụy Điển và Na Uy diễn ra không thiếu những tình huống va chạm, tranh cãi nảy lửa. Điển hình là trường hợp giữa trung vệ Alexander Milosevic và tiền đạo Haaland. Tiền đạo Na Uy cho rằng Milosevic đòi đạp gãy chân anh, nhưng sau đó Haaland đã ghi cả hai bàn thắng giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1. Sau trận đấu, tiền đạo Erling Haaland chia sẻ: "Đầu tiên anh ta gọi tôi là con điếm, tôi đáp lại rằng không phải. Sau đó Milosevic bảo là sẽ làm tôi gãy chân, nhưng mà một phút rưỡi sau thì tôi ghi bàn. Điều đó thật tuyệt vời." Haaland kể lại việc xô xát với Milosevic trên sân. Trong một hội nghị được tổ chức tại trường đại học Oxford hồi năm 2013, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã công khai chế giễu Cristiano Ronaldo. Ronaldo giống sĩ quan chỉ huy với mái tóc bóng mượt, quá chú trọng vào mái đầu. Đáp lại lời chế giễu của ngài chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Cristiano Ronaldo đã có kiểu ăn mừng độc đáo trong trận Real đè bẹp Sevilla. Ronaldo lập hat-trick và trong một tình huống ghi bàn, anh đã ăn mừng theo kiểu chào của các sĩ quan quân đội rồi bỉm môi lên một cách đầy vênh váo. Đó rõ ràng là một hành động mang tính khiêu khích mà CR7 muốn gửi tới Blatter và FIFA. Trong tình huống này, tiền vệ Felipe Coutinho của Brazil bị Leandro Paredes bên phía Argentina tát vào mặt. Và ở tình huống sau đó, Coutinho đã trả thù Paredes một cách ngọt ngào với pha sâu kim đối thủ. Mọi chuyện bắt đầu khi Totti trở lại sau chấn thương và háo hức được đá chính trong trận gặp Real Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League hồi giữa tháng 2 năm 2016. Nhưng rồi anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 3 phút cuối trận. Mâu thuẫn giữa anh và ông Spalletti bùng phát từ đó khi hai bên liên tục đăng đàn chỉ trích nhau. Từ đó đội trưởng của AS Roma bắt đầu làm quen với băng ghế dự bị và anh được cho ra sân tổng cộng 90 phút trong suốt 2 tháng. Và rồi trong trận đấu trước Torino ở vòng 34 giải vô địch Ý sau đó, chỉ với 4 phút xuất hiện, hai bàn thắng và Francesco Totti trở thành người hùng cứu rỗi AS Roma ngược dòng 3-2 trước đối thủ, như chứng minh bản lĩnh ngôi sao cho huấn luyện viên Spalletti thấy dù Totti khi ấy đã 39 tuổi. Khi Ronaldinho còn khoác áo Barca, anh chính là mục tiêu của những hậu vệ Real tại siêu kinh điển. Dinho thường xuyên bị đối phương phạm lỗi bởi khả năng đi bóng rê dắt siêu phàm của mình. Và minh chứng là đây, tuy nhiên Rô Vũ không dễ dàng bị khuất phục, anh đã dùng chính khả năng đi bóng của một ảo thuật trên sân cỏ khiến cho đối phương chỏng vó không ít lần. Trong một cuộc trò chuyện với một số quan chức cao cấp của hãng đồng hồ Thụy Sĩ và bình luận với họ về các lựa chọn trên hàng công Chelsea, Mourinho đã nói về Samuel Eto'o.
Đúng là chúng tôi có Eto, nhưng cậu ta đã 32 tuổi, mà cũng có thể đã 35 tuổi, tôi chả biết được. Và trong trận derby London với Tottenham sau đó, sau khi phá thế quân bình cho đội chủ nhà ở phút 56, Samuel Eto'o chạy ngay về phía góc sân, lấy một tay tựa vào cột cờ, tay còn lại chống lưng khòm người, ra vẻ như một ông lão đáp trả nhận xét của Mourinho. Năm 2017, khi mới chân ướt chân ráo đến Palmeiras từ một câu lạc bộ nhỏ bé, Roger Guedes đã bị các đồng đội bắt nạt trên sân tập. Tại đây, anh bị các cầu thủ Palmeiras đã trói tay chân, bịt mắt, ném tất vào người. Chẳng có ai can ngăn và bảo vệ anh ở thời điểm đó. Guedes đã rời sân tập trong nước mắt. Sau đó, anh bị đem cho mượn rồi lang bạt sang Trung Quốc trước khi trở về Brazil gia nhập Corinthians, đại kình địch của Palmeiras. Tháng 9 năm 2021, Roger Guedes đã có cơ hội đối mặt lại đội bóng cũ trong trận derby Paulista giữa Corinthians và Palmeiras. Tại đây, anh đã có màn trả thù không thể ngọt ngào hơn khi lập một cú đúp giúp Corinthians vượt qua đại kình địch 2-1. Hai bàn thắng và màn ăn mừng hôn lên logo Corinthians của Roger Guedes như một cú tát thẳng vào mặt những kẻ đã từng chà đạp và ruồng bỏ anh. Sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Fenerbahce vượt qua kỳ phùng địch thủ Besiktas ở cúp quốc gia 2017, Van Persie đã có hành động chọc quê đối thủ bằng cách trượt dài, đồng thời nghiêng mặt về phía Oguzhan Osakup, cầu thủ của Besiktas và là đồng đội cũ của Van Persie khi còn ở Arsenal. Sau trận đấu, Osakup đã khẳng định sẽ không bao giờ làm bạn với Robin Van Persie thêm một lần nữa. Còn Van Persie lên tiếng giải thích động cơ của màn ăn mừng này là từ việc trả đũa, bởi trước đó Osakup đã chọc tức anh với nickname cầu thủ già nua, đồng thời chế giễu Persie nên đá cho đội bóng của những ông già. Henry được phép thực hiện pha đá phạt gây tranh cãi trong lúc thủ môn Peter Cech của Chelsea vẫn đang lập hàng rào trong trận đấu hồi 2004. Và ở mùa 2005-2006 trong trận đấu với Wigan ở Premier League. Khi đó, để đề phòng Henry xuất phạt nhanh, trọng tài Graham Paul yêu cầu tiền đạo người Pháp lùi xa khỏi điểm đá phạt rồi mới nổi còi. Henry lùi lại nhưng vẫn ghi bàn với cú đá dội cột dọc vào lưới. Sau đó, anh quay sang hỏi trọng tài một câu đi vào huyền thoại. Tôi lùi lại như thế đã đủ chưa? Phút thứ 8 trận đấu giữa Chelsea và Liverpool năm 2014, từ một pha bóng đi hết đường biên ngang từ chân của cầu thủ Chelsea, Mourinho đã cầm bóng để câu giờ dù trận đấu mới chỉ bắt đầu, khiến hai cầu thủ Liverpool là Gera và Flanagan cảm thấy nóng mắt và nhảy vào giành lại quả bóng. Với tình huống này, người đặc biệt đã bị trọng tài nhắc nhở. Đến những phút bù giờ cuối cùng, sau khi Willian dễ dàng đưa bóng vào lưới trống để khép lại trận đấu, bên ngoài đường pitch, Mourinho đã ăn mừng như phát điên nhằm về phía các cổ động viên của Liverpool bằng cách vỗ rất nhiều lần vào ngực trái có in logo của Chelsea. Erling Haaland lập cú đúp hôm 18 tháng 2, giúp Borussia Dortmund thắng PSG 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa 2019-2020. Sau khi ghi bàn, tiền đạo người Na Uy mừng chiến thắng bằng cách ngồi thiền. Trước trận lượt về, Haaland đến sân công viên các hoàng tử và đăng ảnh trên Instagram kèm chú thích: "Thành phố này của tôi, không phải của các người." Những hành động của Haaland khiến Neymar nổi giận. Ở trận lượt về hôm 11 tháng 3, sau khi mở tỷ số, Neymar đáp trả cũng bằng kiểu ngồi thiền. Khi hết trận, cầu thủ đắt giá nhất thế giới tiếp tục dẫn đồng đội xuống sân mừng chiến thắng bằng kiểu ăn mừng ngồi thiền tập thể. Trận này, Haaland không lần nào dứt điểm và chứng kiến đội nhà bị loại với tổng tỷ số 3-2. Vừa rồi là những màn trả thù ngọt ngào khi bị đối thủ khiêu khích trong bóng đá. Để lại một like và một bình luận tương tác với kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.